第327天 ngày ba trăm hai bảy hãy nghe và nhắc lại cách nói chúng cháu đặc biệt thích ăn cay chúng cháu đặc biệt thích ăn 辣，我们特别爱吃辣。我们特别爱吃辣。bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung。chưa kịp quét dọn，没来得及打扫收拾。phức tạp xin khổ. Đầu tiên liên hệ ngay. Số tiên má sẵn liên hệ. Số lượng. Số lượng. Ngắn một chút càng đẹp mắt hơn. Toán ý tiểu càng khó khăn. Mặc lên trắng may không vừa người thì làm thế nào? 穿上万一不合身怎么办？Độ dài rất hợp với em. 长度很适合你。Chỉ cần một trăm chín mươi nghìn Việt Nam đồng. 至少要十九万越南盾。 buồn cười quá. Khó khó xảo. Đi trả tiền. Chú phủ chén. Hai bạn. Nì mân lẻ. Nì mân lẻ ngỡ. Tổng công ty cử đến. Tổng công sư phải lái. Xiên thì dê nướng. Khảo giáng râu tròn. Nếu không, nếu không thì... Giao bụ. Chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ. Khẳng định khuẩy. Rất vừa ý. Khẳng trung ý có thể ăn được cay hay không? Nấng bù nấng chứ là Yêu Ai